Diễm bị trầm cảm, tủi thân khi bị Lương Thế Thành cho ra rìa sau khi có con trai đầu lòng. Việc vợ bị cho ra rìa đã không phải là chuyện thường xuyên xảy ra đối với các cặp đôi vừa đón chào thiên thần đầu lòng, và nữ diễn viên cũng không ngoại lệ. Cách đây vài ngày, trên trang cá nhân của vợ chồng Lương Thế Thành, Thúy Diễm đã cùng thông báo việc mình đón cậu con trai đầu lòng. Đặc biệt nhất, bà xã của nam diễn viên đã hạ sinh bé trai cách đây hơn một tháng trước, nhưng đến nay họ mới chia sẻ tin vui này đến tất cả khán giả. Mới đây nhất, nữ diễn viên đã tâm sự về cuộc sống của họ sau khi có thêm thành viên mới cho tổ ấm. Như lời kể của Thúy Diễm, bé Bảo Bảo vừa ra đời nhưng trộm vía đã sở hữu nhiều nét đẹp từ bố. Trong khi đó, Lương Thế Thành lại rất mê con, anh gần như dành hết việc chăm sóc cho em bé. Bà xã cho hay, anh mê con hơn tất cả mọi thứ trên đời, bỏ vợ sang một bên. Chia sẻ với ngôi sao, nữ diễn viên bộc bạch về cảm giác cho ra rìa. Tôi bị tác dụng phụ của gây mê màng cứng là đau lưng dữ dội, vừa đau vừa thấy tủi thân khiến tôi bị trầm cảm nhẹ. Dù không có chuyện gì hết, nhưng thỉnh thoảng tôi cứ ngồi nghỉ rồi buồn vì cảm thấy mình xấu xí, không còn giá trị nào trên đời. Thỉnh thoảng tôi có nghĩ vu vơ rồi nằm khóc tỉnh queo vậy đó. Anh Thành thấy vậy chắc cũng giật mình và trở nên quan tâm chăm sóc tôi hơn. Anh ấy tối ngày cứ hỏi sao vậy, vợ mệt hả? Điều đó cũng khiến tôi cảm thấy đỡ tổn thương hơn một chút. Lần đầu tiên có con, vợ chồng Lương Thế Thành cũng gặp khá nhiều điều mới lạ, Thúy Diễm kể. Mọi việc xáo trộn, rối tung lên hết. Lần đầu tiên có con, hai vợ chồng tôi rất lúng túng, không biết cách chăm sóc em bé. Trong 3 tuần đầu sau khi em bé chào đời, vợ chồng tôi đưa bé đi bác sĩ 3 lần. Thật ra em bé không bị gì hết, nhưng thấy nó vặn vẹo người, kêu ọ ẹ là chúng tôi lại thấy lo và đưa đi khám. Bác sĩ cứ cười hoài, vì nhìn là biết hai vợ chồng có con lần đầu nên không hiểu đó chỉ là biểu hiện bình thường của trẻ sơ sinh. Tháng đầu tiên sau khi con chào đời, hai vợ chồng tôi ở nước ngoài, mất ngủ hoàn toàn vì lệch múi giờ và thức đêm chăm sóc em bé. Mắt tôi và anh Thành đều thâm quầng như gấu trúc. Sống theo thời gian biểu ngày cũng như đêm suốt một tháng liền nên khi về Việt Nam, chúng tôi không có cảm giác bị lệch múi giờ như những lần đi nước ngoài trước. Sau khi về nước, tôi thấy mọi thứ dễ chịu hơn rất nhiều vì có sự giúp đỡ, hỗ trợ của hai bên nội ngoại và các anh chị em. Sự kiện hai vợ chồng đón con trai không chỉ là tin vui của gia đình, người thân mà ngay cả các sau việc cũng rất hào hứng. Nhiều đồng nghiệp đã nhanh chóng gửi lời chúc mừng đến Lương Thế Thành và Thúy Diễm.